Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn ở đây có một cây xoài có rất là nhiều quả này. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn những cây xoài rất là nhiều quả nhé. Hôm nay mình sẽ đi tìm xe đồ chơi đây. Ở cái shop này có xe gì không? Ui các bạn ơi, một chiếc xe vận tải vận cầu nha. Siêu to khổng lồ. Một chiếc xe vận tải vận cầu chuyên đi giải cứu máy cày ruộng này. Đấy, xe chở máy cày luôn. Các bạn ơi, bây giờ mình đi tìm xe đồ chơi nha. Đi chơi không? Các bạn ơi, ở đây có mình phát hiện ra ở đây có rất là nhiều xe đồ chơi này. Đây ơi, mình phát hiện ra ở đây có rất là nhiều xe đồ chơi nha. Ui, máy xúc cát, xe cần cầu, xe tải này. Wow, xe trộn bê tông này các bạn ơi, xe tải. Xe trộn bê tông này các bạn. Ui, xe trộn bê tông này. Ui, có cả xe trộn bê tông đẹp nha. Rất là nhiều xe trộn bê tông xịn luôn này các bạn ơi. Đây bên này có rất là nhiều xe đồ chơi này. Bây giờ mình đi tìm những xe đồ chơi mới hơn, đẹp hơn đi các bạn ơi. Đi thôi, let's go các bạn ơi. Đây rồi, chiếc xe máy xúc cát đẹp quá này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe cần cầu chuyên đi xúc cát. Ơi, nâng cần luôn đấy. Các bạn thấy đẹp chưa? Chiếc xe này xịn chưa? Wow. Đấy, mình điều khiển luôn nha, Đấy, chiếc xe này xịn luôn các bạn ạ. À, ui giời. Các bạn ơi, chiếc xe này có đẹp không? Wow, hạ cần này. Hạ cần nha. Ui, đẹp quá các bạn ơi. Đấy, chiếc xe này xịn lắm. Đấy, bây giờ mình chỉ điều khiển chạy. Ui. Đấy, ngầu chưa? Các bạn thấy chiếc xe này đẹp không? Quá đẹp luôn. Ở dưới là vực thẳm luôn này. Các bạn thấy đẹp chưa này? Đây là rau dền này. Đấy, rau dền nha. Đấy, cho vào cái rổ để mang về nấu canh. Ui, cậu ơi, ở đây mình tìm thấy chiếc gì đây? Wow, súng bắn ra ô tô này các bạn ơi. Đây là một khẩu súng của đội trưởng Mỹ bắn ra ô tô của đội trưởng Mỹ địa hình luôn này. À, bắn luôn nào. Boom, wow. Đấy, các bạn ơi. Nào, bây giờ cùng mình đi tìm xe đồ chơi đi. Ui, các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra rất là nhiều xe đồ chơi luôn này. Đây, mình xem ở đây có những chiếc xe gì nhá. Có quá là nhiều xe đồ chơi xịn luôn. Đầu tiên là máy cày ruộng này. Đây là máy cày ruộng nha. Đây là ô tô địa hình chạy bằng 6 bánh này. Ui, đây là một chiếc máy cày ruộng nữa nha. Đấy. Wow, một chiếc xe địa hình này. Đấy. Ui, đây là một chiếc xe địa hình chạy bằng 4 bánh này. Nó đẹp quá các bạn ạ. Đây là một chiếc xe tăng địa hình phi hành gia luôn này. Đấy. Đó, xịn chưa? Một chiếc xe ô tô địa hình đẹp quá các bạn ơi. Đấy, đây là một chiếc xe ô tô địa hình nữa này. Wow. Đây là một chiếc xe tăng địa hình nhá. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe tăng địa hình nữa này. Wow, đấy, xe tăng xịn xò đấy các bạn ạ. Xe tăng này đẹp quá. Đó, đây là một chiếc xe địa hình nữa này. Ôi, ở trong này có cả xe máy cảnh sát giao thông này. Hai chiếc xe máy cảnh sát giao thông nhá. Wow, đẹp quá. Nào, mình xem nào. Ở đây có một chiếc xe ô tô đua nhá. Ô tô điều khiển luôn này. Mình chơi luôn nhá. When ui. Wow. Hết pin rồi, hết pin này các bạn ạ. Chiếc xe này hết pin rồi. Chúng nữa mình sẽ mang về để sạc pin để chơi nhá. Các bạn nhá, hết sạch pin rồi. Đó, chiếc xe này cũng rất là đẹp đấy nhá. Bây giờ cùng mình đi sang bên này để tìm xem còn xe gì nữa không nhá. Mình sẽ đi tìm xe đồ chơi. Ui, tự nhiên nó lại hoạt động này. Đấy, ok. Nào, bây giờ mình sẽ đi tìm xe đồ chơi. Ui. Các bạn ơi, với cái rổ của mình nó nhỏ như này thì làm sao mình đặt được hết những chiếc xe này nhỏ. Wow. Đấy, cái rổ của mình nó rất là nhỏ luôn. À, các bạn thấy không? Wow, nếu mà để một chiếc xe vào đây thì cái rổ của mình nó đã đầy mất rồi này. Đấy, ô tô cảnh sát này, đầy mất rồi. Đấy, hai chiếc xe đã đầy rồi này. Wow, đấy, ba chiếc xe đã đầy luôn nha. Ba chiếc xe đã đầy rồi này. Ui, các bạn ơi, nào, bây giờ mình sẽ khám phá những chiếc xe này. Ui, các bạn ơi, sao nhiều xe đồ chơi thế này nhở. Hôm nay mình sẽ khám phá những chiếc xe đây nhá. Đầu tiên là xe tải chuyên đi chở cát này các bạn ơi. Xe tải chuyên đi chở cát đẹp thế nhờ. Nào, đẹp thế nhờ các bạn nhờ. Ui, đây là xe cần cầu móc đẹp thế nhờ các bạn nhờ. Wow. Đây là một chiếc xe này nè. Một chiếc xe tải chở ô tô đẹp thế nhờ các bạn nhờ. Ui, xe tải này là xe tải của Mỹ nhờ. Chở ô tô cảnh sát đẹp quá các bạn ạ. Đấy. Đây là container chở hàng này. Container chuyên đi chở hàng rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn thấy không? Có cái thùng này container chở hàng. Wow. Đây mới xịn này các bạn ơi, đây là một chiếc xe này nè. Một chiếc xe container chở ô tô máy xúc này. Đấy, xe container 2 tầng mới xịn nha. À, xe container này đẹp quá. Chở một chiếc xe, hai chiếc xe, ba chiếc xe, 4, 5, 6 chiếc xe luôn. À, đây là một chiếc xe cần cầu rác này. Wow. Đấy, các bạn ơi. Đây có một chiếc xe container chuyên đi chở hàng cabin màu trắng nha. Cabin màu trắng này, chiếc xe này chạy bằng 10 bánh nha. Đấy, chiếc xe này chạy bằng 10 bánh rất là đẹp luôn. Các bạn ơi, tiếp theo nào. Ui, đây là một chiếc xe tải chở ô tô đẹp nha. Đấy, đây là máy xúc cát, xe cầu múc cát xịn này các bạn ơi. Đấy.
Đây này, đây là một chiếc xe cần cẩu rác nhá. Wow, xe trộn bê tông đẹp quá các bạn ơi. Ui, đây là xe cần cẩu cứu hộ máy xúc cát này. Người nhận này xe cần cẩu múc cát này. Ê, đẹp kinh nhờ các bạn ơi, đẹp quá. Đây nữa, đây nữa. Đây là một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát này. Oh, đây là một chiếc xe chở rác. Đây là một chiếc xe chở rác này. Ấy, các bạn này đẹp chưa? Xe chở rác này cũng đẹp nhá. Đây là xe cứu hộ ô tô này. À, đây là một chiếc xe này, là một chiếc xe chiếc xe này đẹp nhá. Chiếc xe bán tải này. À, bán tải xe cảnh sát luôn. Đây là một chiếc xe dọn rác này. Đấy, xe dọn rác này cũng đẹp nhá. Đấy, xe dọn rác màu vàng này. Wow, các bạn ơi, ở bên kia còn rất là nhiều xe trộn bê tông. Đây là xe vận tải vận cẩu siêu to khổng lồ. Ừ, rất là to luôn. À, các bạn ơi, tiếp theo nào. Đây có một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp này. À, nào tiếp theo nhá. Đây có một chiếc xe trộn bê tông cũng rất là đẹp luôn. Đây là xe cẩu múc cát này. À, xe cẩu múc cát này cũng rất là đẹp. Đấy, có cái cần màu trắng này rất là đẹp này các bạn. Đấy, rất là to luôn nhá. Nào, tiếp theo là một chiếc xe chở thú này. À, tiếp theo là một chiếc xe trộn bê tông siêu to và khổng lồ nhá. Có cái bồn màu trắng để xoay bồn cho đều bê tông bên trong nhá. Ừ, các bạn ơi. Tiếp theo là một chiếc xe trộn bê tông cũng rất là đẹp luôn này. Đấy, đấy, xoay được cả bồn cho đều bê tông bên trong này. Đây là xe tải ben chuyên đi chở đất này. Đây là xe tải ben nha. Đây là cũng là một chiếc xe tải ben chuyên đi chở cát này. À, bên này còn rất là nhiều xe. Đây là một chiếc xe dọn rác bị hư cái đầu kẹo, cái đầu cabin này các bạn ạ. À, bị hỏng cái đầu cabin rồi nha. À, bây giờ mình xem còn xe gì xịn không. Đây là một chiếc xe máy xúc cát đẹp này các bạn ơi. Xe cẩu múc cát đẹp nha. Đây là xe cần cẩu móc xịn này các bạn ơi. À, mình xem nào. Đây là máy xúc cát cảnh sát này. Đấy, đây là một chiếc xe tải ben chở đất này. À, nào tiếp theo nào. Bên này còn rất là nhiều xe máy xúc cát rất là to. Đây là máy xúc cát siêu to và khổng lồ lặng ký này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe máy xúc cát khủng long bạo chúa. À, tiếp theo là một chiếc xe tải ben chở siêu nhân người nhện luôn. Đây là một chiếc xe cẩu múc cát siêu to khổng lồ. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát G63 nhá. Chiếc xe này rất là đẹp luôn. Nào, tiếp theo là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này. Tiếp theo là một chiếc xe máy xúc cát này. Tiếp theo là một chiếc xe máy xúc cát này. Wow, máy xúc cát này đẹp nhá. Nào, tiếp theo là một chiếc xe cần cẩu múc cát nha. Ui, wow, đây là một chiếc xe máy xúc cát nữa này. Đấy, các bạn thấy nhiều xe đồ chơi chưa? Nào, tiếp theo là một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy màu đỏ nhá. À, tiếp theo là một chiếc xe tải chuyên đi chở đất này. Hay chưa? Xe trộn bê tông đẹp này các bạn ơi, xe trộn bê tông rất là xịn này. Đấy, xoay cả bồn luôn nhá. Đấy, đẹp chưa các bạn ơi?